Xin giới thiệu với anh em, đây là bộ robot gấu trúc nhá. Thì đây mình sẽ lấy cái hình ảnh thực tế sau khi lắp xong nha. Bộ này thì gồm 1.426 miếng ghép, độ tuổi từ 14 cộng trở lên thì sẽ lắp bộ này thì nó sẽ rất là hợp lý nhá mọi người nhá. Đây mình sẽ lấy cái mô hình đã lắp xong rồi cho mọi người xem này. Đấy, thì đây là cái mô hình đã lắp xong nhá mọi người nhá. Đây, mình sẽ zoom gần vào cho mọi người xem này. Đấy, mô hình sau khi đã lắp xong thì mọi người nhìn thấy đó là một cái mô hình nhìn khá là bắt mắt này. Đấy, những cái chi tiết ánh kim nhìn cực kỳ là đẹp luôn. Đó, những cái chi tiết giả kim của nó nhìn rất là bóng và đẹp nhá. Đấy, thì nó sẽ chia ra làm hai phần, là một phần là nguyên khúc người máy. Đấy, một phần là đã được trang bị các cái lớp vỏ bọc rồi. Đấy.